Trời nắng tắm phê ghê mày. Ờ. Ôi ơi, ơi tụng tao. Ơi đừng đừng đừng. Ơi đừng có tụng tao. Ơi, thằng kia, mày chơi bất kỳ dữ mày, mày chơi tụng bằng tao hả? Nhưng mày đây nè. Quân của mày nè con, mày ngon lên đây mà mày lấy đi. Mày mà lên đây mày lấy là mọi người xung quanh nhìn thấy hết hàng họ của mày đấy con. Chào mừng mọi người đến với livestream của Bự Béo, vé buffet ăn tiệc ga chỉ với 50k trên một người. Nhanh nhanh tới quán đi mọi người ơi, hải sản tươi sống thơm ngon đây. Mày tắt giùm tao cái đi bố. Livestream hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, chả có ai xem. Mà mày nói như đúng rồi á. Tao chán lắm nè. Hơn nửa tháng nay rồi mà chả có ma nào đến ăn cả. Chắc kiểu này ra ngoài đường cạp đất mà ăn mày à. Không có đất mà cạp luôn chứ ở đó mà cạp đất. Sao tao đen dữ ta? Tao thấy mày cũng trắng mà. Quán đã ế rồi, trời cũng mưa rồi đó. Thôi, dịp quán, nghỉ, mai bán. Lại một ngày nữa ế ẩm. Liều giờ xa mấy vô tình mắt chạm nhau. Chắc sẽ nhói lòng vẫn còn đau. Chắc sẽ nhóc như mày những là... ngày xưa tầm ta đi dưới chiều mưa ngây ngần mình nép thật lâu. Mày là thằng Tuân học ngu nhất lớp đúng không? Còn mày là thằng Bụi Béo khai đá dâm đúng không? Chuyện đã qua rồi mà. À mà dạo này sao rồi, làm gì? Dạo này ta hay làm mấy cái food review á mà. Là gì? Đại khái á là chuyên đi quảng cáo review các nhà hàng quán ăn rồi người ta trả tiền cho tao thôi. À mày là chiến thần review trên TikTok đúng không? Đúng. Ghê vậy. Còn mày dạo này sao? Thì tao đang kinh doanh mở nhà hàng buffet á mà. Kinh doanh luôn? Ghê nha. Tao cũng nói thật với mày chứ, quán tao ế lắm, sắp phá sản tới nơi rồi. Sao mày không thử búp tao về review cho quán mày, biết đâu khách vô nườm nượp thì sao? Ờ ha, ờ mà phí nhiều. Người ta thì tao lấy giá 10 triệu thôi. Nhưng mà nể tin mày là bạn cũ và là đồng hương với tao, thế nên là tao lấy giá rẻ thôi, 20 triệu. Ai đù? Tao nói đùa vậy chứ, tao lấy giá 20 triệu thật á. Sao mày ép vậy? Thôi tao lấy giá 5 triệu thôi. Giá đó là giá ổn lắm luôn rồi đó nha. Nhớ nha, mai qua đây nha. Ok, chốt luôn. Mày khốn rồi đấy à. Công nhận quán mày ế ghê ha. Bởi vậy tao mới cần đến mày. Nhưng mà quán mày có an toàn vệ sinh thực phẩm không vậy? Mất công. Ui giời, bạn yên tâm, bạn cứ tin tưởng mình. Nể tin mày là bạn học của tao nên tao mới giúp mày đấy nhá. Đừng có lừa tao nha mày. Trợ lý, chuẩn bị quay thôi. Nãy giờ mày quay cái gì vậy? Ủa, giờ mới quay anh?
ăn dở ghê á. Nhưng mà lỡ đất thiền rồi, để tao review tốt cần nhá. Ủa vậy hả? Vậy để tao cải thiện lại món ăn của tao. Ừ, rồi thôi anh em mình về thôi Bi. Ủa anh ơi, cho em cái dĩa này em mang về được không? Ok em mang về đi. Để anh dọn cho. Nhớ chạy dĩa nha em. Ok. Hải sản của thằng bạn tao á. Ô, bạn đến quán tôi ăn à? À, hôm nay có ông anh đến chơi, ông thèm ăn hải sản cho nên tôi dẫn đến quán bạn á. À, cảm ơn bạn nhé. Nhờ bạn mà quán tôi đông khách lên mà bọn tôi làm không kịp luôn. Thôi, hôm nay để cảm ơn bạn nên mình sẽ mời bạn với ông anh bạn ăn miễn phí nhé. Ngồi xuống đi bạn. Mời anh, mời anh. Đây, đây, đây. Mời hai anh. Thịt hầu ngon béo ghê ạ. Tự nhiên ăn hải sản nó quá là bị béo xong về đau bụng thế nhỉ. Tuần này gọi không nghe máy ta. Gọi cho thằng Ngọc cũng được. Alo, Ngọc hả? Mày đang ở đâu? Mày chạy qua nhà tao, mày chở tao đi bệnh viện cái. Tao ăn hải sản cho quá, thằng gửi béo xong giờ tao đau bụng quá. Tao gọi cho thằng Tuân không có được. Tao gọi được cho nó rồi, tao gọi rồi. Tao gọi mày cho mày làm gì? Ừ, qua nhà nhá, qua nhà chở tao đi bệnh viện. Tao lết không nổi luôn á. Đau lắm, không chịu được đâu. Mày ở im ở nhà, để tao qua tao chở mày đi bệnh viện. Qua nhanh nhá. Cảm ơn trước. Chủ quán đâu? Thằng chủ quán đâu? Tụi mày làm ăn gì kỳ vậy? Thằng Quân nó ăn ở quán mày, nó bị nhập viện rồi kìa. Ông mày bồi thường đây. Bằng chứng ở đâu? Thằng Quân nó ăn ở chỗ tao bị ngộ độc thực phẩm. Bằng chứng ở đâu? Tụi mày đợi đây. Tụi ơi, tụi ơi, cái gì đấy anh? Ủa, em làm gì trên máu vậy? À, máy nhà em bị hỏng nên em lên sửa mà. Anh đợi em một chút em xuống nhá. À, ok. Sao, hôm nay gom được mấy ký cho em rồi anh ruột? Hôm qua anh gom được ít hải sản hư của mẹ anh, mang qua bán cho em nè. Tôm, cua, mực, ghẹ đầy đủ. À mà, cái đống hải sản thối này anh bán cho em bao nhiêu? À, cái đống này 5 ký, anh lấy em 50. À, anh có mang bột hóa chất qua đây cho em không? Có, em đợi anh tí.
Nè. Bao nhiêu đây anh? À, bây giờ 100 em. Tổng là 150 đúng không? Ừ. Ừ, anh đợi em xíu. Vẫn là công thức quen thuộc. Đổ hóa chất vào nước. Xong rồi khuấy lên. Rồi bỏ hải sản thối vào. Ngâm với hóa chất. Tươi ngay. Bộ, tao có bằng chứng phạm tội của mày rồi. Nếu mày đưa tao 100 triệu, tao sẽ xóa cái clip và xem như không có chuyện gì xảy ra. Thằng này làm gì có bằng chứng gì? Chắc nó hù mình thôi mà. Bằng chứng gì? Mày nói cái gì thế? Vậy mày đừng trách tại sao nước biển lại mạnh. Ủa cái gì vậy? Thả ra. Mày dám lừa tao hả bộ? Tao sẽ không bao giờ tin tưởng mày nữa. Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Sau khi nhân viên của anh đã phát hiện ra hành vi phạm pháp của anh ta đã tống tiền anh nhưng bất thành. Sau đó, anh ta đã gửi clip bằng chứng cho tôi để tố giác anh sử dụng hóa chất cho hải sản, gây ảnh hưởng ngộ độc thực phẩm cho khách hàng. Nhân chứng là tôi phải cấp cứu và ảnh hưởng đến tính mạng. Mặc dù bán đồ thối nhưng anh vẫn cố gắng PR quảng cáo quán của mình bằng cách thuê những reviewer. Qua sự việc này, các reviewer cũng nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm cũng như các món ăn mà mình review. Qua đây chúng ta cũng thấy được những thứ ngon thì thường không rẻ và những thứ rẻ thì thường sẽ không ngon.